Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình lại có đồ chơi mới đây. À, không phải là đồ chơi, một món hàng mới đây. Là cái gì vậy ta? Chính là nước hoa. Thì trước thì mình có bóc một cái hộp giống như thế này rồi. Bên trong nó có rất là nhiều loại nước hoa luôn, và tượng trưng cho từng cái địa danh một. Đó là lý do vì sao mà nó có hình giống như là cái vali như vậy. Nhưng mà bên ngoài như là ghi sai mất tiêu cái chữ travel rồi. Thôi kệ, không sao. Nếu mà so với cái hộp kỳ trước thì cái kỳ này nó hơi kiểu không có được giống á, tại bởi vì kỳ trước nha, nó còn phải có một cái tờ passport ở bên trong ghi rất là cụ thể mùi hương như thế nào, gồm có nốt mùi gì, các thứ. Nhưng mà ở đây không có gì hết trơn, chỉ có đơn giản là mở gỡ ra như thế này thôi. Ở đây là Nhật Bản, thì mở ra có một hình anh trai gì đó. Ở đây tiếp theo nữa lại là một đất nước khác và có hai em bé. Xong rồi mình lấy cái Google dịch á, để mình dịch thử xem sao. Thì không có chính xác, không có ra được cái câu nào nghe có vẻ có nghĩa hết. Nên là nếu mà cả nhà biết tiếng Trung thì hãy dịch giùm mình nha. Đó, thấy không? Kiểu không hiểu nó ghi gì hết trơn. Sao mà lát nữa Google dịch còn bị đơ ra nữa là sao ta? Trong một hồi cố gắng thì thôi, mình đành đi Paris thôi cả nhà. Đây, ở trên đây thì có một em unicorn rất là xinh luôn. Lát nữa mình sẽ thử từng cái mùi coi làm sao. Cũng đây, cố gắng thêm một lần nữa để coi mấy cái câu này là cái gì. Nhưng mà cũng không biết được. Nhìn như giống như là mấy cái câu tỏ tình, kiểu mấy câu trong truyện ngôn tình hay sao á. Thôi bây giờ thử mùi thử xem sao nha. Đây, cái em này thì bên trên có một anh trai nhìn giống như là truyện tranh vậy đó. Đó. Xong rồi mình đầu tiên mình tưởng là chai xịt, nhưng mà không phải. Chai này là dạng lăng và có cái màu xanh nhạt nhạt. Ấn tượng đầu tiên của mình không phải là thơm. Cả nhà biết là cái gì không? Mùi cồn nó hơi hắc một chút xíu. Chắc có lẽ là do mình chưa có lắc đều lên. Thì mình cũng có lắc lên thử. Nó hơi kiểu mùi hoa nhài chút xíu. Không biết là lưu hương bao lâu, lát nữa thì mình sẽ feedback lại cho cả nhà nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đi Mỹ. Đây, tượng nữ thần tự do ở bên dưới có một cái chai. Bên trong chai thì có hình hai em bé như thế này, kiểu cũng liên quan đến thời thơ ấu. Thì đến khi mà mình ngửi thử mình mới hiểu lý do tại sao. Cái này thì thực sự là mình không có rành về mùi hương đâu cả nhà, cho nên nếu mà có lỗi một cái chút xíu nào đó trong cái việc nhận xét thì cả nhà cứ bỏ qua nha. Mình chỉ kiểu ngửi xong mình nói lại cái cảm nhận của mình cho mọi người nghe thôi. Thì cái mùi này mình cảm thấy nó giống như là mùi mì tôm trẻ em vậy đó. Cái xong mình ngửi xong không chắc chắn lắm, mình đưa cho cô em gái mình ngửi thử. Cái bà cũng nói ừ, công nhận là giống cái mùi của mì trẻ em ghê. Mình cũng không biết tại sao mình lại ngửi ra cái mùi đó nữa. Nếu mà ai có cái bộ này thì cho mình biết ý kiến đó nha. Lặn ngụp ở trong dòng sông Sen để mình lấy ra một chai có hình kỳ lân. Đây, dễ thương ghê, có bánh macaron các thứ nữa. Nhưng mà mùi của em nó thì kiểu hơi mát mát, giống kiểu phấn rôm, hơi nhẹ nhẹ vậy thôi à. Chứ mình cũng không có ấn tượng gì lắm. Thật sự nếu mà so của cái bộ này với lại cái bộ hôm trước mà mình review á, thì cái bộ hôm trước thơm dai hơn, khoảng được cỡ 3-4 tiếng lận. Còn mấy cái mùi này nó kiểu na ná như nhau, nó không ấn tượng gì hết. Nhưng mà sau khi mở cái bộ này mình mới thấy rất là nhiều mùi mắc cười luôn. Đây là một trong số đó. Em này có mùi trà. Thì đầu tiên mình đọc mình nghĩ nó kiểu trà chanh chút xíu chắc cũng thơm thơm. Không, ngửi vô y chang giống như là trung thu mình pha nguyên bình trà cho ba mình ăn bánh trung thu vậy đó. Giống y như vậy. Đó là mùi trà lại cả nhà. Rồi, chai cuối cùng thuộc về Trung Quốc. Đó, có mùi đào, không biết tại sao nữa. Nhưng mà em này thì y như kiểu mình cắn vô một cái miếng đào ở trong ly trà đào vậy đó. Giống y như vậy á, mà cũng thơm. Ít mùi cồn hơn cái chai đầu tiên mà mình review. Và kiểu màu hồng hồng phớt phớt, rất là đáng yêu. Bay vèo một cái thì đến Cairo, thủ đô. À, không biết phải thủ đô không ta? Phải. Cairo là thủ đô của Ai Cập không ta? Để lát nữa mình Google nha. Thì đây, chai này có tên là từ ngữ dơ. Dịch vậy thôi chứ dịch kỹ chi đúng không nè. Và nó có mùi mát mát giống kiểu mùi xịt phòng thôi, chứ cũng không có gì đặc sắc lắm. Tiếp theo thì mình sẽ đi đâu đây? Che mất tiêu, không có nhìn thấy. À, đi Thổ Nhĩ Kỳ. Chai này thì có mùi ở bên trên á, nó ghi là mùi hoa mai, hoa đào, hoa cúc đồ các thứ. Thì đúng giống y chang vậy thiệt. Mùi kiểu rất là nhẹ. Không biết tại sao những cái chai này thì nó không có được thơm như cái đợt một. Cũng là một cái dạng vali chai nước hoa vậy đó. Mà kiểu nói chung là mình cảm thấy cái bộ này cả nhà cũng mua chơi cho vui thì được. Chứ mà mua để dùng thì chắc không nên đâu. Bởi vì mùi cồn nó cũng khá nhiều và bay hơi nhanh lắm luôn á. Nhưng mà mắc cười nhất là mấy cái chai phía bên trên này nè. Cái chai này nó có mùi sữa. Ngộ không? Nước hoa mà có mùi sữa nha. Bôi vô kiểu hơi kiểu béo béo, hơi kiểu sữa sữa giống y chang như bạn đang ngửi một cái hộp sữa Vinamilk vậy đó. Không hiểu tại sao mùi nước hoa lại là mùi sữa nữa, nhưng mà béo béo nhìn yêu yêu sao á. Và đây, chai cuối cùng rồi. Ở đâu chắc là... Ôi trời ơi, tôi che mất tiêu, tôi không biết là ở đâu luôn. Thôi kệ đi. Và có mùi giống như là bưởi đào. Mình nghĩ vậy, bởi vì cái mùi nó hơi chua chua nhẹ, hơi thơm thơm mát mát nhẹ. Và đây là lần đầu tiên mình thử nước hoa nội địa Trung luôn. Không biết là có cái hãng nào mùi hay ho một chút xíu không? Cả nhà hãy giới thiệu cho mình nha. Mình có nên giúp vào quê mấy em này không? Cả nhà hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment bên dưới luôn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại nha.